À, hôm nay có một công đoạn nói chuyện với các cô. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ 48 lời đại nguyện, có một nguyện mà Đức Phật A Di Đà ngài dành cho người nữ, là ngài nói lên sự khổ của người phụ nữ trong cái cuộc đời. Nên mình rất là may mắn là mình được gặp Phật pháp. Nếu như mà mình mà không gặp Phật pháp thì cái khổ nó đeo mang mà với mình không biết thoát từ chỗ nào. Nghĩa là cái khổ này chưa xong thì cái khổ kia tiếp nối. Nhớ kỹ. Cái xã hội cuộc đời mà nhiều người khổ đến mức mà khổ này chưa xong khổ kia tiếp nối. Nợ này trả chưa xong là tạo thêm nợ mới, cứ gầy dựng vậy hoài, vô lượng kiếp giải quyết không xong. Nên mình gặp được Phật pháp, mình mang thân người nữ, mình gặp Phật pháp, mình lại gặp ngay ngôi chùa chuyên tu, và những ngày tháng mình sống có ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa. Đây là cái nhân duyên phước báo hơn không biết bao nhiêu người nữ trong cuộc đời này. Mình nhìn thấy có những người nữ, người ta ngoài đời nhìn người ta dù là thành đạt sự nghiệp đi, mình nói đây là nói người thành đạt sự nghiệp đó nghe, rồi tiếng tâm rồi đi, nhưng mà cái khổ đeo mang đến với họ khi họ không có lối thoát. Những đứa gặp nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhìn họ có tiếng tâm, có sắc đẹp, nhưng mà về cái hạnh phúc của một gia đình có khi họ không có, vẫn là thay chồng đổi vợ, thấy không? Dù là có tiếng tăm, có tiền bạc, bước lên sân khấu thì diễn xuất cho người hô hài vui vẻ, nhưng mà riêng bản thân của mình lại không giải quyết được cái khổ đau của bản thân. Những đứa gặp một cái người này danh hài nổi tiếng, họ bước lên sân khấu, họ diễn hài, bao nhiêu người cười vậy đó, mà cái khổ đau của bản thân họ thì không ai diễn cho họ cười được hết. Nên từ nơi đó mà mấy cô được gặp Phật pháp, mỗi ngày sống ý nghĩa, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, được ở trong cái giáo pháp của Phật để hướng đến giải thoát. Vậy thì nó nhàm chán thân nữ là dành cho rất nhiều người nữ trong cuộc đời này, mà bản thân của họ lao theo cái dòng xoáy cuộc đời không có lối thoát. Còn mình là mình có bến đỗ. Bến đỗ của mình là đổ ngay thế giới cực lạc. Nên mình có được cái lối thoát. Cái này mình phải cảm nhận và trân quý. Nên có nhiều người họ cũng gặp Phật pháp, họ cũng ở trong chùa mình, mà họ không duy trì được cái tâm tu của họ. Có khi từ cái khổ ngoài đời bước vào đạo, và từ ở trong đạo lại bước ra đời. Có nghĩa là cái dòng xoay của cuộc đời và đạo mà không có định hướng thì nó cũng xoay mình tới, xoay mình lui, xoay giết rồi bản thân mình cũng không biết đi về đâu. Nếu như những đức học đạo mười mấy năm nay tu hành mà cũng vậy thì cũng không được cái gì, cũng lang thang à, cũng dòng do đầu này đầu kia đầu nọ. Nhờ rất may mắn những đức có định hướng rõ ràng, nên chùa mình là có định hướng rõ ràng. Thí dụ như có phương pháp tu, có phương hướng giải thoát, có hướng đạo, có giáo dục, có dạy mình, có sắp xếp, có tổ chức, có nơi ở, có nơi ăn, có lo lắng đàng hoàng. Mình đi tu mà gặp một cái nơi vậy là mình đúng là đại nhân duyên phước báo. Nhưng mà mình phải giữ được cái phước báo. Như hồi sáng những đức chia sẻ Phật pháp có một công đoạn, tu là tu rồi, tu duyên tu phước rồi, nhưng bạn giữ được duyên phước hay không mới quan trọng. Sợ bạn tạo ra mà không giữ được. Chúng ta đa phần tạo ra mà không giữ được. Tạo duyên tạo phước cuối cùng là mất hết trơn. Nghĩa là mình tạo ra rồi tự mình phá vỡ. Nên mỗi một người tạo ra mà biết giữ được là ngay chữ nhẫn. Nếu như mình thiếu sự kiên nhẫn
thì mình tạo ra mình phá sạch. Một bên đây tạo, bên đây phá. Giống như nhiều người ta đi vô chùa tu cả từng lễ, người ta tu người ta dự lễ lại Quan Âm an lạc, về nhà gặp ông chồng người vợ hoặc con gì đó, nó chọc tức lên cái, sân si lên cái đổ sạch nhất. Nên mình tu hành vừa phát tâm Phật thì kế đó cũng có ma. Bây giờ mình phát tâm Phật yếu quá thì ma bên cạnh khảo đảo mình, mình phá sạch nhất phước báo chứ. Mình vừa làm rất là cực thì ma đến chọc ghẹo mình. Ma là ai? Ma là con người xung quanh mình đến chọc ghẹo mình, làm mình nổi cáo tức lên, tức lên phá sạch nhất chứ. Ma vỗ tay cười vui. Nên từ nơi đó mà mình học Phật tu duyên tu phước nhưng mà không giữ được là do thiếu sự kiên nhẫn. Nên những đức nói rằng chửi người tiếng không có tội bằng hạng người. Vì khi mình la người, mình gậy người một cái mình bỏ qua, nó không có tích tụ lại cái tâm, nên nó không có gây nghiệp. Nó chỉ là giống như một cơn gió, gió mát, còn gió thì cảm thấy bị lạnh buốt thôi. Chứ ngoài ra nó không đáng sợ bằng là lưu trữ lại. Nên cái người mà tu đạo mà pháp mà ở sạch duyên phước của mình là tâm quán hẳn. Hẳn trách ai để trong tâm. Gặp mặt người ta không nhìn, người này dại khờ, cực kỳ dại khờ. Vì sao? Phá sạch nhất chứ người. Mỗi ngày mang cái tâm đó trong lòng mình phá sạch hết rồi. Những đứa đâu có ngu tu hành làm gì chuyện khờ dại gì. Ngu chi? Tự nhiên đi hận thù họ, để bản thân của mình khi vui cái gì cái gặp họ mình hết vui. Mình đang thoải mái cái gì gặp họ cái mình bị mất hứng. Mình ăn cái gì gặp họ mình không muốn ăn. Cái gì mà nghe tới tên họ là mình thấy bực mình. Mình đi làm chuyện đó làm chi? Để mình tu cả đời mình phải phá sạch. Người ta nói dặn người đừng để qua đêm. Còn mình thì hận người, thù người mà để trong lòng, thua rồi. Phá sạch nhất chứ à. Duyên phước người này tu bị phá sạch hết, không tồn tại đâu. Nên người tu hành mà mang tâm hận thù là điều dại khờ. Không có giữ được phước báo là ngay tâm hận thù. La người, gầy người không có tội. Tại vì đó là cái việc trách nhiệm mình phải làm. Tại mình sắp xếp mình vì họ, hẳn họ, thù họ, hiềm khích họ mới có tội. Phải nhớ kỹ. Giống như một cơn gió thổi ngang, nó không lưu lại cái gì cả. Giống như một cọng rác trôi ngang thì để cho nó trôi đi đi. Ai mà đi kéo cọng rác đó lại, chỉ sợ cọng rác nó đến với mình đi lụm rác bỏ vào tâm. Mà rác bỏ vào tâm mình để trong đó, nó sanh ra nhiều loại rác. Rác đây giống như cái tâm hận thù. Cái tâm hận thù là rác. Mang cái tâm hận thù nó để trong tâm thì lội hết tất cả những cái thứ tốt đẹp ra ngoài. Vì rác chất chứa trong tâm của mình. Nên người tu đạo mà mang tâm hận thù là đúng là quá dại khờ. Cố công cực khổ làm, làm việc này làm việc kia cho tam bảo, nhưng lại mang tâm hận thù để trong tâm, đúng là cực kỳ dại khờ. Khóa sạch chưa à? Không còn gì hết chứ. Cũng cuối cùng tu hoài cũng không được cái gì. Nên tất cả những người ngồi ở đây hay khắp nơi nơi, ai nghe được công đoạn này ngồi suy nghĩ cho thật kỹ. Hận thù chồng vợ hay bạn bè gì cũng vậy, cũng là đáng sợ lắm. Khóa sạch hết duyên phước của mình, cái gì cũng là do duyên nghiệp ấy. Giống như có cái ông này mở một cái đạo tràng tu mấy chục người, bạn thân của ông đi đến để cùng hỗ trợ ông khóa tu. Thường ta đến chùa tu, đi đến nhà tu. Thì ông đến nhà bạn có đạo tràng tu, thường đến đó để mà cùng tu chung. Tu giết giết vợ của bạn luôn. Cái ông này ông biết được hụt hẳn, có nghĩa là đi đến con đường bế tắc. Năm mấy tuổi rồi, đến nhà tu, tu cùng với đạo tràng ba mấy người, tu thời gian vớt vợ của bạn này luôn. Cuối cùng ông này quá hụt hẳn. Ông đến gặp những đức, ông hỏi giờ con phải làm sao. Những đức nói ai biết làm sao. Giờ theo chú nghĩ, mình là người tu hành, mục tiêu chú hướng đi đến đâu nào,
Bến đỗ chú là ở đâu? Đạo tràng niệm Phật mỗi ngày chú niệm Phật để làm gì? Bến đỗ chú là đỗ ở đâu? Nếu chú đỗ ngay con vợ chú thì thôi khỏi cần nói tới. Nếu như bến đỗ của chú là Tây Phương Cực Lạc thì chú tự suy nghĩ đi. Nếu bến đỗ của chú là Tây Phương Cực Lạc, vậy thì cái cõi nhân sinh này thuận và nghịch đều là thử thách mà thôi. Còn nếu như bến đỗ của chú là ngay vợ, ngay chồng, ngay bạn bè thì tự chú tự suy nghĩ. Chỗ này những đứa không có ý kiến gì. Còn nếu như bến đỗ của mình là ngay Tây Phương Cực Lạc, vậy thì cõi nhân sinh này thuận nghịch chỉ là thử thách mà thôi, chỉ là giai trả trong cuộc đời này, gọi là nhân sinh thù nghiệp. Hiểu được những nguyên lý này thì hận thù người khác làm gì? Nếu như mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc thì hận thù người ta làm chi? Còn nếu như nghĩ mình là người dân ở trong tam đồ ác đạo thì giận hơn ta đi. Nếu mình nghĩ mình là người dân ở tam đồ ác đạo thì cứ giận hơn ta. Còn nếu như nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc thì đừng hận thù ai. Nó tự người tu mình ngồi suy nghĩ đi. Nên nó có những người tu cái ngã lớn, càng tu cái mặt lại càng to. Chính bản thân mình có vợ, có chồng, có con, nuôi con khôn lớn mà nó còn không nuôi mình, nó còn không cần mình, nó còn không ngó ngàng đến mình, nó còn không thăm lơ mình luôn. Nói nó còn không nghe nữa, mà mình còn không đi hận nó, mà mình đi hận người dân nước lã làm gì? Giỏi là bạn đồng tu gặp nhau như bèo nước gặp nhau trong cuộc đời thôi. Nếu đời này không giảng sanh thì cực lạc, đúng rõ ràng, bèo hợp bèo tan. Mình đi hận thù chi, mình đi ghét người ta làm chi? Nên từ nơi đó đừng bao giờ thất vọng ai. Đừng bao giờ cho rằng tôi quá nhiệt tình với người ta, bây giờ người ta đối xử với tôi vậy tôi phải hận người này. Hận chi à? Mình mắc cả chì lẫn chài không được cái gì. Hận chi? Mình hết lòng với người ta, người ta không hết lòng với mình thì mình trả cái hoa báo này đi cho xong. Mình đi hận thù người ta làm chi, để nợ này nó cấu kết. Nên gầy người, la người chưa phải là một cái tội, mà cái tội là hận thù để trong tâm. Phải nhớ kỹ câu này, hận thù để trong tâm là đáng sợ lắm, phá sạch duyên phước của mình không được cái gì. Càng tu càng đi vào tam đồ ác đạo càng sâu. Hận thù mà cái độc này nó ăn sâu vào tâm khảm của mình. Nên mỗi một người tu đạo á, nhắc nhở mình, nên nãy câu những đức nói thôi, thăng bằng quyến thuộc vợ chồng con cái mình hết lòng với họ đây nè, mà họ có khi còn chưa hết lòng với mình, mà mình tại sao mình không hận họ? Nên từ nơi đó mà mình đi hận thù người khác làm gì? Đừng hận thù người khác làm chi? Chỉ do cái ngã của mình lớn quá, ta đây mình lớn quá, buồn giận không bao giờ nói ra hoặc không bao giờ quá giải đâu. Điều là mang cái bộ mặt to của mình, ai chỉ cần động đến mình cái là đem cái mặt bự và bá đem ra để khè người khác. Cái mặt đó có làm được gì đâu. Tất cả những vị nhân trong cuộc đời này, nhiều bậc á, từ tướng quân ngày xưa cho những bậc vua chúa ngày xưa, những đứa đó coi qua lịch sử, những đứa đó nhìn thấy rõ ràng sự thành công của họ từ chữ nhẫn không. Không có người nào mà không nhẫn mà thành công, đều nhẫn không. Cả Tào Tháo cũng vậy, lúc thất thế xa cơ nhất Tào Tháo vẫn kiên nhẫn, lúc không còn gì nữa cả Tào Tháo vẫn kiên nhẫn, nên Tào Tháo mới thành công. Sự thành công đều kiên nhẫn á. Lưu Bị cũng vậy, đều là kiên nhẫn không. Không kiên nhẫn không thành công. Tất cả bậc tướng tài, vĩ nhân của thế giới đều là từ kiên nhẫn mà thành công. Nên từ nơi đó mình không bóp cái mặt mình nhỏ lại thì bản thân mình không có tu đạo giải thoát được đâu. Đừng bao giờ cho rằng bản thân của mình làm được số việc là lớn lao quá. Vậy chúng ta phải cảm giác rằng mình mừng khi mình được có cơ hội đó, chứ không phải là mình ta đây đâu, không phải đâu. Nếu như bản thân mình không được cơ hội đó, bản thân mình cũng sống như ngày tháng vô nghĩa. Nên người ta đã cho mình cơ hội đó thì bản thân mình cảm ơn và cố gắng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Như trong chùa chiền này, đừng bao giờ mình nói rằng mình làm cho ai á, bậy quá. Đối với danh lợi phù du ảo ảnh, bản thân những đức đâu có lấy danh lợi để mà sống qua ngày khỏi ăn cơm đâu. Những đức cũng phải ăn cơm mà. Nhưng mà từ cái danh cái lợi đó những đức còn cực hơn, vì lấy cái đó để lo cho cả chúng ngàn hai ngàn người làm bao nhiêu việc trong cuộc đời. Con người dại khờ lắm, chúng ta mới bị danh lợi buộc ràng và cho danh lợi là cái điều quan trọng nhất, để rồi tình chấp vào nó để bản thân mình khổ đau. Chứ người tu đạo giải thoát họ không có nặng về vấn đề danh lợi đâu,
Nên bản thân mình đừng bao giờ nói rằng mình đang làm cho thầy hay cho hòa thượng, đừng bao giờ nói gì. Dù hòa thượng có xây bao nhiêu ngôi chùa thì ngài cũng đâu có vô đó nằm ngủ đâu. Ở vẫn là chúng ta. Tuy nói chùa của hòa thượng nhưng đa phần chúng ta là người ở. Thì cái việc đó mình phải nhận thức, mang tâm cảm ơn. Mà mình lại được ở nơi đó, tạo dựng lên một nhân duyên cho mình có cơ hội để tu duyên tu phước. Đó là mang tâm cảm ơn lớn dữ lắm. Mang tâm cảm ơn rất là lớn. Người không hiểu thì tưởng đâu rằng một ông thầy ổng đi dụ dỗ người khác để làm việc cho ổng. Bản thân của ổng ngu si quá nên mới có cái ý nghĩ dụ dỗ người khác để làm việc cho mình. Vì bản thân của mình ở cái phòng mà nằm cái giường, người ta cũng ở cái phòng nằm cái giường. Mình cũng ăn 3 bữa cơm, người ta cũng ăn 3 bữa cơm. Chứ có ai mà ông thầy mà ăn 6, 7 bữa cơm, chục bữa cơm không? Học trò thì ăn 2, 3 bữa không có đâu. Nên từ nơi đó chúng ta dại khờ quá mới nghĩ rằng cái đó là cái của mình. Rồi bản thân mình tình chấp nặng nề bắt người ta làm, cho rằng mình làm ông chủ. Sai rồi. Chúng ta ở cuộc đời này là cùng chung tay để tu duyên tu phước thôi. Mừng là mình có cơ hội. Rất mừng là mình có cơ hội để tu duyên tu phước được. Nếu như mình ngoài đời thì mình cũng lang thang, đi làm rồi xè tay lãnh lương, rồi cuối cùng bản thân mình cũng xài hết chất, xài nhiều mặt. Ví dụ như mấy cô đây, cái mặt không cần đánh kem, cái da mặt nó vẫn đẹp. Ngoài đời mấy cô mới cần đánh kem, vì cái xã hội bên ngoài nó nhiều quá, chắc quá, nó nhiều cái để làm cho da mặt mấy cô bị thô, cuối cùng mụn nổi đầy. Vì lang thang đưa cái mặt chạy xe ngoài đường, chạy giết rồi mụn nổi đầy mặt, da mặt sần sù, nên phải cần đánh kem. Thì làm cực cuối cùng mua kem phấn để mà sức vô mặt, rồi sữa tắm đồ để dưỡng da. Rồi xong đi nhiều quá nên người càng hôi, hôi nhiều quá thì phải sử dụng dầu thơm, nên cuối cùng khổ hơn mấy cô. Còn mấy cô cũng ở đây khỏi cần kem phấn gì hết mà da mặt vẫn đẹp. Mấy cô cũng không cần dầu thơm gì nhiều, vì mấy cô ở trong chùa không, mấy cô đâu có gì thô quá đâu mà sanh ra được dầu thơm, sanh ra mùi hôi hôi hát, thấy không? Nên nếu như mình nhìn người ta ngoài đời tưởng đâu người ta ngon quá, cuối cùng người ta lấy bên Tàu đổ bên Tây, đổ sạch nhách, cuối cùng người ta không đậu được cái gì. Khi cuối cuộc đời người ta nhìn lại cái thân chơi chọi, cũng là thân già cằn cội, nhìn lại khoảng đời cuộc đời đi qua không làm được gì ý nghĩa cả. Mình nhìn đó mình chỉ biết ngưỡng mộ người ta ngoài đời đặc biệt, mà mình quên đi người ta tích lũy được cái gì. Cuối cùng người ta tạo ra một gia đình, khổ vì một gia đình, sanh một hai đứa con, đẻ gì vì đau đẻ nữa chứ. Cuối cùng nuôi nó lớn khôn, nó chả treo với mình, nói nó không nghe. Cuối cùng của cải vật chất tạo ra cực khổ, tạo nghiệp chướng vì của cải đưa lại cho hết cho con. Bản thân mình có khi tuổi già cũng không mong mỏi con nuôi, mà con còn chữ nữa. Có nhiều người con còn chữ họ nữa, còn ngỗ nghịch lại với họ nữa. Nhìn đi, nhìn nhận sâu sắc thì mình sẽ thấy mình ở trong chùa nó có một sự tích lũy đặc biệt. Dù là những ngày tháng mình không được đi đầu này đầu kia chơi, nhưng mục tiêu người ta đi chơi là để vui cái tâm. Còn mình nếu mà ở một chỗ mà vui cái tâm thì cần gì đi đâu. Mình cũng có hoàn cảnh mà, và mình thấy được việc làm mình là ý nghĩa. Nhận thức được như vậy thì các cô tu tập rất đặc biệt. Cần gì đi tìm chỗ nào. Những đức kia đi vô chùa mười mấy năm nay đi đâu chơi, tiền không thiếu, danh không thiếu, không cần đi đâu chơi hết. Vì sao? Vì chùa là yên nhất, là vui nhất. Đi chơi làm gì? Đi ra ngoài có gì đâu chơi. Nên có nhiều người rủ những đức dịp Tết đi đến chợ hoa. Những đức nói hoa trong chùa còn đẹp hơn chợ hoa. Nè, có một cái sạp cho tí tí đi ra đó ngông ngông nhìn lên, đi vòng vòng nhìn chút, đi về. Về xong nằm ếch ngang, mệt quá. Cái vui của mình là mệt quá đó, đúng không? Rồi đi vô siêu thị thì cũng là mua đồ ăn về ăn. Đi vô đó vòng vòng nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, đi chút mỏi mệt quá về. Cái ếch ngang nằm nghỉ mệt quá. Phải chi ở nhà thì nó khỏe quá trời khỏe rồi. Nên chúng ta là do bị cái tâm sai sự. Cái tâm như con khỉ, nó nhảy đầu này, nó nhảy đầu kia. Nhận thức được sâu sắc đi, rồi tự mình sẽ thấy rằng cái cuộc đời mình ở trong ngôi tam bảo đúng là đại phước báo nhân duyên. Cũng là những gì người ta cầu có thì mình cũng có hết trơn. Nó như da mặt mấy cô rất là sáng sủa, không cần đánh kem, mấy cô đánh vô làm gì. Người ta ngoài đời chỉ cần cái gì nhỏ một chút là người ta muốn bơm lên. Còn mấy cô khỏi cần bơm nó sướng hơn chứ, đúng không? Người ta nắng đầu này, người ta cắt đầu nọ. Còn bản thân mấy cô khỏi cần bị gì mới là sung sướng chứ.
Nhưng Đức nói với mấy cô biết cái khổ của người đi thẩm mỹ viện. Họ tưởng đâu là họ đẹp quá, nhìn tới nhìn lui toàn là giả không. Có khi đến gần ca sĩ, nhìn thấy đẹp quá trời, răng cũng răng giả, răng thiệt đi đi chùi mài đi dũa nó, còn răng cái tí tí đem cái răng giả đắp vô trắng xác cho nó là đẹp. Quý vị coi, thà bây giờ cái răng nghiêng qua nghiêng lợi mà răng thiệt vẫn là ngon hơn răng giả, nó là thiệt mà. Nó bây giờ Đức hỏi mấy cô, một cái nhà thiệt với cái nhà giả, nhà thiệt dù có xấu nó cũng ngon hơn cái nhà giả. Nhà giả có ở được đâu, nhà giả là nhà tạm bợ có được gì đâu, hiểu không? Nó nên từ nên đó giả không ngon, thật mới ngon. Mình trong chùa đa phần là thật không à, cái thứ gì cũng thật hết, thịt cũng thật, còn có khi ngoài đời thịt cũng giả nữa. Đó, thịt giả có luôn á, đồ giả để vô người cũng có, mắt giả nữa, mũi giả nữa, răng giả. Đó, nên từ nơi đó mà có nhiều người họ khổ đến mức mà nam họ làm ra thành giả thành nữ, người họ thành giả luôn. Đó, nữ bây giờ làm được nam luôn cũng giả luôn. Nói mình coi hạnh phúc gì ở đó, rồi đến khi nó tác dụng vụ thì nó đau đớn nhức mỏi vô cùng, đã là giả mà. Còn mình được may mắn gặp Phật pháp, mình sống thật, ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, không ăn máu mủ hôi tanh, lại mỗi ngày sống thiện nguyện, không xè tay nhận lương của ai cả, làm bằng cái tâm thiện nguyện, nên mấy cô mới nhìn nhận được cái việc làm mấy cô là cao thượng. Mấy cô được vô một cái ngôi chùa mà người ta lo cho mình hết, mình không cần phải bận tâm cái chuyện cơm ăn áo bạc, nên khỏi cần đi nhận tiền của ai cúng dường. Đây mới là hạnh phúc của người đi tu. Chứ không lẽ bây giờ mình chọn đi tu, mình mỗi ngày nghe chỗ nào cúng dường mình chạy tới đó mình nhận, không lẽ ngon hơn là mình ở nơi. Còn đây mình phục vụ người ta, có người ta cúng dường lo cho mình chứ. Nên mình yên, mình khỏi cần phải nhìn nhận tới đi kiếm đầu này đầu kia làm chi mất công. Nên đây là phước duyên mình phải mang tâm cảm ơn á, chứ không phải rằng mình nói là tôi làm cực quá, đụng tới tôi cái chết liền với tôi, đụng với tôi cái tôi kênh lại cho mà biết. Rồi kênh lại đi, kênh lại chừng có còn cái răng ăn cháo, đừng nói chuyện dẫn chơi, thấy không? Nó nên càng tu lâu thì càng bóp cái mặt nhỏ lại, đừng có để cái mặt nó to ra, nhất là người nữ á, thấy không? Coi chừng tu càng lâu cái mặt càng bự, càng tu lâu thì càng phù phiếm, càng tu lâu tưởng đâu mình giỏi, tưởng đâu mình là ông cố nội người ta. Người nữ ghê lắm chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu, nhìn thì làm bộ gì thế, gặp mình thì thay. Ừ, không phải đơn giản đâu. Những đứa không phải dễ bị dụ đâu. Gặp những đứa kêu thay nó đá lắm, chạy mất dép hết chứ, thấy không? Nó không phải là nói ngọt một hai câu mà nghe đâu, không phải tầm bậy. Cái quan trọng là cái làm á, thấy không? Còn mình đã vô chùa tu rồi để thầy sắp xếp, chứ không phải cha mẹ mình sắp xếp. Ở nhà con của cha mẹ, nhưng vô chùa con của thầy, thầy sắp xếp sao mình nghe vậy à? Mình vô chùa mình học Phật mà mình để cho gia đình ngoài đời sắp xếp sao được? Góc độ của người ta sao bằng mình ở trong ngôi tam bảo? Nên cha mẹ thấy con đi tu, thấy con càng làm siêng năng thì mừng, chứ làm gì thấy con mình làm cực mà mình lo, sợ nó làm biến mình mới lo, không làm gì mình mới lo. Ta nói con người á, mà khi ở không á mới nghĩ sầm bậy, còn con người mà có việc làm á nó mới đỡ nghĩ sầm bậy. Không lẽ mình muốn con mình đi tu sống cho qua ngày đoạn tháng, làm cục bột biết đi thì mình ham. Con người ta cứ nghĩ, cha mẹ cứ nghĩ con sung sướng là người ta cảm thấy mừng, nhưng con sung sướng về sau nó khổ là làm sao sống đây. Thà mình để cho con mình lam lũ cực khổ, sau này con của mình nó gặp gì khổ cực hơn nó vẫn chịu đựng được. Đó mới là rèn luyện là một con người rất là quan trọng. Nên nhớ, nên mỗi một người đi vô đây tu tập để cho quý thầy sắp xếp. Quý thầy sắp xếp làm sao mình phải nghe vậy, tại vì sao giúp mình chứ không ai hại mình. Người ta muốn giảng sanh thì cực lạc mà hại mình làm gì, hại mình sao giảng sanh. Điều là có cái tâm giúp mình cầu sanh cực lạc, nhưng mà giúp nó có nhiều cách giúp. Có những con người đừng bao giờ nói rằng để tâm mình yên mất công đi. Có những việc trong cuộc đời nó không biết mà tâm mình nó cũng không yên,
Chứ đừng có nói mình biết mình mới vọng tưởng. Không biết là nó lắng động không phải đâu. Nó không biết nó vẫn làm mình không yên. Nó vẫn suy nghĩ những cái việc mình không biết. Nó không có chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà mình gặp được cái ngôi Tam Bảo vậy là phước báo lắm. Trong khi người nữ mà mang bụng bầu đẻ chữa nó khổ chết mồ. Trong đây cũng mấy bà, một số mấy bà đẻ nè. Bà sẽ cảm giác cái đẻ như sao, bà gặn như sao. Chèn ô gặn thôi cứ. Nói không? Mấy bà lâu lâu bị bón mà đi thôi cũng đã khó khó rồi, mà gặn chút nó cũng cái tọn. Còn mấy bà kia mấy bà nghĩ như sao. Chèn thứ ghê. Cô nhà cô có Hải đâu nè. Gặn quá trời gặn. Thấy không? Nói chuyện giỡn. Đau đẻ dữ nhất đúng không cô? Quá dữ luôn. Thấy không? Nên một số mấy cô trẻ trẻ đi tu mà khỏi bầu bì, khỏi đẻ là may mắn lắm rồi. Chứ gặp một ngoài đời không tha cho mấy bà đâu. Si cầu que mù mà nó còn đẻ muốn chết mù kìa. Lâu lâu chương trình khiếm thị mấy cô thấy rõ ràng chưa? Mù mà cũng hai ba đứa con. Mắt nó mù chứ đó đâu có mù. Ghê thiệt. Mù vậy đó mà nó cũng phải có con. Bây giờ Hương này mà ngoài đời nó cũng phải có con. Ba trợn thì có con theo ba trợn. Khôn có con theo khôn. Nó lạ kỳ vậy đó. Thấy rõ ràng ngoài đời dạng nào cũng bị dính đó cô ơi. Ăn bờ ngủ bụi gì, què hoặc xấu xí gì, nằm đầu đường xó chợ cũng bị dứt luôn nữa. Thấy chưa? Nghiệp duyên nó ghê vậy đó. Nó nên từ nó đó mày thử giờ Hương này nó không đi tu đi. Bây giờ si cùng que ba trợn bây giờ cũng có con. Thì cũng gặp si cùng que đến tìm. Nó cũng vớt đem gì hết trơn à. Rồi nó nắng nót rồi thời gian. Rồi đầu nó lọt ra đứa nó bỏ ôm đứa con. Hoặc là mẹ cha nuôi giùm. Nó bây giờ nhiều có vợ, có chồng, có con xong cái đưa cha mẹ nuôi. Như những đứa con bà chị. Bà gánh mấy đứa cháu bà nuôi. Lâu lâu nó ạt đứa đem về cho bà nuôi. Nuôi mấy đứa luôn. Thấy chưa? Xã hội này nó nhiều lắm mấy cô ơi. Nó nên mình được đi tu là may phước lắm rồi. Được trong ngôi nhà Tam Bảo. Tại vì mình không có phương hướng, không có định hướng. Nó giống như có hai con nhỏ khùng ba trợn. Nó đang tu trong chùa, tự nhiên nó nắm tay nhau đi về nhà, cha mẹ chửi sùm chứ. Chờm sớm cười chê, tào lao. Tự nhiên đi tu con gái yêu nhau. Cuối cùng thành quỷ yêu. Không, không làm Phật yêu đâu mà làm quỷ yêu. Nên từ nơi đó cuối cùng tiêu. Nghe không? Mình đã sai gia đình vô đây mình tu cố gắng đi. Nhiệt liệt hết mình. Nè, chị em chơi chung đều chung hết trơn. Đừng có mà dính mắt một người nào chơi ghiêng. Không được gì đâu. Chơi ghiêng mấy người kia mình không chơi sao vui. Nè, mình phải chơi chung. Ai mình có chơi chung được chứ nha. Mình đừng có hận thù ai chứ nha. Nghe không mấy bà? Nè, không mà chùa mình thì mấy cô là hiền là dễ thương á. Không có giỡn đâu, đỡ lắm rồi đó. Mấy cái bà này mà cho mấy bà mà đọc sách đồ này kia đi. Rồi dạy bà cái này kia nhiều thêm đi. Rồi mấy bà vị sẽ biết à. Dạy mấy bà chằng ai. Tại sao người nữ ngày xưa người ta không cho biết cái gì. Dễ dạy. Mấy bà phù phiếm quá mà. Mấy bà hung sùng, mấy bà dữ dằn quá. Nên không cho mấy bà biết cái gì chứ. Để mấy bà biết an phận. Đó là thương mấy bà đó. Chứ gặp mà cho mấy bà biết cái này kia thử đi rồi biết. Nên thà người vợ quê mùa mà còn người vợ. Đưa người vợ ra thị thành có chừng mắc vợ luôn. Con cái thằng này nó cưới vợ 3 năm ở dưới quê, vợ im re ngon lành. Đưa thành phố có 1 năm. Mua đồ đẹp cho vợ bạn. Cuối cùng vợ đi theo thằng đại gia luôn. Bỏ thằng này cô đơn quạnh quẻ với con chó ghẻ. Em thấy ghê không? Kinh khủng chưa? Nên mình đừng có nói mà tút mấy cái bà vợ mình, tút mấy cái người phụ nữ bên cạnh mình dữ quá. Mình tút giết rồi nó đi luôn á. Bỏ đại bỏ càng cho ghẻ chóc đầy mình, khỏi ai nhìn ngó. Thấy không? Nó thà không có biết cái gì mà nó hay á. Tôi á là tôi nhìn cái góc độ người xưa đó tôi dạy mấy bà đó. Nên mấy bà cũng tu lâu mà. Có những bà cũng dữ lắm nhưng mà đỡ đó. Tại vì sao? Vì mấy bà không biết nhiều. Chứ đưa mấy bà biết nhiều đi rồi mấy bà sẽ thấy. Biết này biết cái kia đi. Còn mấy bà nói trên trời dưới đất không?
nói ra cái gì mấy bà cũng cãi là cái này, cái lý do của nó là nó phải như vậy nè, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, mỗi giờ như vậy. Hiểu không? Nhưng mấy bà không biết gì, bà đâu có biết lý luận đâu. Tôi đâu có ngu, đâu có tạo cho mấy bà lý luận nhiều quá cho nó mệt mỏi thì mới làm cái gì. Nó không nên ta, chúng người ta mới răm rắp được. Còn gặp mà thử cho đi học đu này đi kia thì mới bà lý luận cho mà thấy. Hồi đó như Đức biết một cái cô này con hiền, có nói chuyện đặc biệt đó. Chàng ơi sao này bà đi vô chùa đó, bà xuất gia bà đi học xong nay mặc cái gì nè, đi vô ngồi ăn cơm ngồi nè. Nhưng Đức nói bà hạ cái mặt bà xuống đi, cái mặt bà bự như vậy. Bà ngồi, bà ngồi bình thường đi, bà làm như đưa mặt thấy ghê vậy. Bà ở đâu bà đưa cái mặt gì, bà vô đây bà đưa cái mặt bà tán cái mặt bà cái gì cho bà biết. Nên nó sẽ cái gì thấy ghê cho xanh mày xanh mặt, nhưng thấy chưa, tự nhiên đi học xong đi ra bước ra ăn cơm bưng cái tô. Vậy nó nói ai mà ăn trước mặt vào chứ ăn hết vô luôn quá. Bà ăn chút chân người ta lấy cái chén gà bạo mây nữa. Nhìn đi gan hình nộm thấy ghê muốn chết. Thấy không? Nên từ nó đó mà tu hành phải hạ cái ngã xuống. Nó tu hành mà tu được chút mà buồn giận người ta để trong tâm mất sạch. Nó đừng nói giảng sanh. Tây Ninh không chưa về được cái cực lạc. Thấy chưa? Chúc mấy bà an lạc hay chưa đâu. Giơ tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh.